Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vietnam International Fashion Week năm 2015 vừa khép lại vào tối ngày 18 tháng 10 đã để lại nhiều ấn tượng cho người yêu thời trang cả nước. Được khởi động năm 2014, năm nay sự kiện thời trang thường niên này được truyền thông quan tâm và công chúng kỳ vọng bởi tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức và hơn hết chính là việc đưa thời trang Việt Nam đến gần hơn với thời trang thế giới. Cùng nhìn lại những dấu ấn của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam lần thứ hai qua ghi nhận của Đời Sống Giải Trí. Dấu ấn đầu tiên phải kể đến là những con số biết nói tại tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam năm 2015. 500 nhân sự hậu trường, hàng trăm người mẫu, chi phí đầu tư cho phần âm thanh và ánh sáng lên đến 1 tỷ đồng. 3 ekip âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp đến từ Pháp và Singapore với sự tham gia của Daniel Boy, chỉ đạo catwalk lão làng của Paris Fashion Week. Đặc biệt nhất là sân khấu catwalk dài 80m với hơn 2.000 cây tre, cây trúc để hoàn thiện hệ cổng chào cao khoảng 6m. Với cấu trúc đan xen nhiều lớp tạo hiệu ứng 3D, chất liệu thể hiện rõ nét tinh thần văn hóa của người Việt trong một tuần lễ thời trang có tính chất giao lưu quốc tế. Tôi cũng mong mỏi rằng là sẽ có một câu chuyện mới dành cho khán giả. Chính vì thế mà tôi rất là mong muốn rằng là mình sẽ thể hiện được chính mình và sẽ cần phải học hỏi để nâng cao được cái sự chuyên nghiệp hóa được những thiết kế của Việt Nam. Không phải dễ để mà nhiều nhà thiết kế Việt Nam và nhất là những nhà thiết kế ở nước ngoài nữa đến tham gia một cái fashion show lớn như vậy và một cái điểm quy tụ rất là đông đủ những gương mặt ở Việt Nam, nước ngoài. Điểm đáng ghi nhận phải nói đến yếu tố quốc tế chất lượng được chú ý đề cao. Ngoài những thương hiệu lớn đến từ Pháp, Italia, Australia, Nhật Bản, Indonesia, còn phải kể đến sự tham dự của rất nhiều vị khách quốc tế danh tiếng như nhà thiết kế Kenzo, blogger Brian Boy, tiến sĩ Frank Sintamani. Tính cầu nối giữa thời trang Việt Nam và thế giới cũng được mở ra với sự hợp tác đầu tiên giữa hai nhà thiết kế trẻ, hai quán quân của chương trình Project Runway Việt Nam, nhà thiết kế Hoàng Minh Hà và nhà thiết kế Lý Giám Tiền với hai nhà thiết kế của Pháp.